Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc người mới thất nghiệp xuất hiện lên thành công nha. Đây mình review bánh mà lan 6 hộp 32.000 nha. Nay mình hơi ốm nên giọng mình hơi khó nghe, mọi người thông cảm nha. Ngày sản xuất là 4/3/2024 này. Khối lượng là 55g, được làm từ sữa tươi này, trứng gà, đường, màu caramel này, màu vàng là tổng hợp này, chất bảo quản này, hương vani tổng hợp này, bảo quản là ngăn mát nha. Hạn sử dụng là 27 ngày kể từ ngày sản xuất, nhưng phải bảo quản trong ngăn mát luôn nha. Mình sẽ bóc ra nha. Này mình không mua quạt siêu led nha, ngoài siêu thị ấy. Này không có thì à nha, này ấy còn có thì à, nhưng khi họ bỏ ngoài mình quên lấy cũng chẳng để ý nữa. Thơm quá, mình nhìn thấy không? Này mình đang để cho ngăn đá nha, nó hơi cứng. Ngăn mình nha. Thơm vị vani này, hương vani rất là thơm, hương caramel đấy, hai hương đặc trưng, nó một màu à, không dưới là màu trắng bên đấy, không có một màu, một màu vàng thôi, món này đít này, ăn rất là ngon nha, mọi người có thể để dưới nó, không mình bỏ má ăn cho mềm cũng được. Mình ăn cứng cứng rồi cho ngon. Mọi người để cho con đá thì cần bỏ ra ngoài cứ 5-10 phút là nó mềm rồi. Bởi vì này là kiểu như là nó là loãng chứ không phải cứng nhắc luôn. Ăn hương của nó rất là thơm rồi, béo. Mùi đặc trưng là mùi của vani với lại caramel. Hương thơm, cực thơm, ngon nha. Rất là ok, giá cũng hợp lý, mọi người có thể mua về nhà ăn thử nha. Cảm ơn mọi người yêu quý xem video của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký, ủng hộ mình cho mọi người xem video tiếp theo nha.